Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Sao Hoa. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Vào tối ngày hôm nay 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tỷ lệ Nhật Bản đã tham dự sự kiện thời trang và ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ. Tiếp quản ngôi vị đại sứ Dio từ Angel Baby, tỷ lệ Nhật Bản từng khiến nhiều người hoài nghi vì không biết có tạo được dấu ấn như người tiền nhiệm hay không. Tuy nhiên thì màn thể hiện của cô trong loạt sự kiện gần đây đã nói lên tất cả. Xuất hiện tại sự kiện, Nhật Bà diện đầm tím cúp ngực cùng mái tóc búi cao thanh lịch. Không chỉ vậy, bộ trang phục còn được phối đồng điệu cùng trang sức, giúp địch lại Nhật Bà toát lên vẻ đẹp thanh thoát quý phái. Ngay cả kiểu trang điểm của địch lại Nhật Bà cũng được đánh giá cao. Điều này không có gì khó hiểu khi địch lại Nhật Bà luôn được xếp trong danh sách nữ hoàng thảm đỏ của Cbiz. Cô nàng chiếm spotlight với combo tóc đen môi đỏ, cách make up cô chọn có thể nói rất vừa vặn, đủ để tôn lên các đường nét trên khuôn mặt, lại không quá nhạt nhòa hay tạo cảm giác bự phấn. Cùng với đó thì địch lệ Nhật Bà cũng búi tóc cao cho thêm phần thanh lịch và cổ điển. Camera thường cũng không dìm được nhan sắc của địch lệ Nhật Bà, sống mũi cao, vát sâu, mặt nhỏ là những điểm khiến người ta phải ghen tị. Cụm từ khóa lưng cánh bướm của địch lệ Nhật Bà cũng ngay lập tức lên hot search, nhiều người trầm trồ suýt xoa với vẻ đẹp tuổi 30 của địch lệ Nhật Bà. Tuy nhiên có điều nhìn phần vai và lưng gầy của địch lệ Nhật Bà thì người ta lại có phần lo lắng, nếu cô có da có thịt hơn một chút thì vẻ ngoài sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Của cư dân mạng đều dành lời khen có cánh cho cô nàng, phải công nhận là bộ trang phục rất sang, đẹp nhưng phải chi cô ấy có da có thịt hơn một chút, sang quá nàng đại sứ ơi. Ngoài sự xuất hiện của địch lệ Nhật Bà tại sự kiện này thì còn có thêm Vương Ngọc Văn và Lâm Nhất. Vương Ngọc Văn viện một chiếc váy đỏ của Dio. Chiếc váy này giống với chiếc váy mà địch lệ Nhật Bà đã mặc trong một sự kiện Dio trước đó. Tuy nhiên với chiếc váy này thì Vương Ngọc Văn cũng thể hiện được nét đẹp sang trọng và thanh lịch của cô. Trong khi đó Lâm Nhất trong bộ vest đen và nơ cánh bướm trông vô cùng bảnh bao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Chúc một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.